Dự kiến, ông Trussier sẽ tập trung đội tuyển quốc gia ngày 7 tháng 6, có 8 ngày chuẩn bị trước khi cùng đội tuyển quốc gia có trận quốc tế đầu tiên. Nhưng ông Philippe Trussier nhăn mày khi hay tin dữ, tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng phải mổ ruột thừa và xa rời sân cỏ khoảng 1 tháng. Trước đó Phan Văn Đức đã sớm chia tay năm 2023 vì chấn thương gối. Thêm vào đó, dàn sao đang xuất ngoại rất được ông Trussier kỳ vọng là Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn đều đối mặt những câu hỏi về phong độ. Công Phượng đang khoác áo Yokohama FC với số 0 tròn chính về mọi chỉ số do chưa được tung vào sân một phút nào tại J-League 1. Quang Hải về lý thuyết đã có 12 lần khoác áo câu lạc bộ Kobo tại League 2, nhưng tổng thời gian thi đấu chỉ là 254 phút cùng 20 trận bồi không trên cabin kỹ thuật. Khả dĩ nhất trong nhóm các tuyển thủ quốc gia đang xuất ngoại là trường hợp của Văn Toàn đang có 6 lần ra sân, bao gồm một lần đá chính và 5 lần vào sân thay người tại câu lạc bộ Seoul Ilan ở K-League 2. Có biệt danh là phù thủy trắng, nhưng có lẽ ông Trussier sẽ cần thêm điều kỳ diệu để những ngôi sao tấn công mà mình rất yêu thích có thể bùng nổ như kỳ vọng.